Ra thì tới những cái bài kinh liên quan đến ác ma chưa đọc chưa giảng thì chúng ta đã hiểu được hai cái sự kiện. Thứ nhất là ác ma đi đến Đức Phật chỉ nói những lời quấy quá chứ không có như các vị chư thiên phạm thiên bằng cái niềm tin họ đến Đức Phật, họ đọc lên cái bài kệ mình đã có ý nghĩa về pháp để được Đức Phật ngài chấp nhận. Ác ma chỉ nói với Đức Phật những cái lý lẽ chống trái muốn làm cho các vị tỳ kheo đang nghe pháp của Đức Phật ở bị dao động. Cái sự kiện thứ hai mà chúng ta đoán trước biết được đó là bài kinh nào quý vị? Dù ác ma có nói như thế nào đi nữa thì khi mà Đức Thế Tôn này chính là vị ngôn nào đó thì ác ma cảm thấy xấu hổ và biến mất. Hai cái sự kiện này khiến cho chúng ta rất là quen thuộc với những bài kinh tương ứng với ác ma. Nhưng rồi chúng ta học thì học cái gì đây? Lúc trước chúng tôi có đề nghị với Hòa Thượng Giác Đẳng là chúng ta cố gắng chiến lược những cái tiêu đề về cái chương tương ứng ác ma để chúng ta đi qua những cái chương khác nó có ý nghĩa đặc biệt hơn. Nhưng mà rồi cho đến hôm nay thì Tổ chức Đảng cũng vẫn tiếp tục cho chúng ta học các cái bài kinh không có bỏ sót. Điều đó thì cũng không sao cả, bởi vì có học liên tục như vậy thì cũng tốt chứ phải không. Nhưng mà vấn đề ở đây đó là mình phải tìm một ý nghĩa nào ở trong cái bài giảng của Đức Phật là cái đề tài cho bài học nó có lợi ích. Còn như hai điều mà chúng tôi muốn trình bày, chúng tôi đã trình bày với quý vị đó, thì hai cái điều đó chúng ta đã biết rồi. Một là ác ma, đó là những lời chống trái với Đức Phật. Thứ hai nữa là khi mà bị Đức Phật ngài đọc lên một bài kệ vạch trần cái ý đồ của hắn thì hắn ẩu tệ và biến mất. Hôm nay chúng ta sẽ học về cái chủ đề là cảnh giới của ác ma và cảnh giới của Đức Phật, và tên của bài kinh được các ngài kết tập tam tạng, vì cái tập tam tạng thì các ngài để là Kassakas số tá là kinh Nung Phu. Vì ác ma đã hóa thân thành người nông dân đi tìm lấy con bò đến hỏi Đức Phật, rồi mới
sinh ra những cái bài kệ đối đáp này. Vì vậy cho nên các ngài lấy cái tên là Kinh Nam Phu Kassaka. Nhưng mà trong ý nghĩa thì đọc cái bài kệ của ác ma và bài kệ của Đức Phật thì chúng ta thấy hai cảnh giới của ma, cảnh giới của Phật khác nhau. Và kính thưa quý vị, hôm nay được biết là Thượng tọa Tự Quyền vẫn chưa có vào được, thì có thỉnh Hòa Thượng Nhất Đẳng điền phiết cho. Lẽ ra thì chúng tôi cũng phải tiếp tay với Hòa Thượng Nhất Đẳng, vì hôm qua Hòa Thượng đã thuyết cái môn học của mình suốt trong 2 tiếng đồng hồ. Nhưng mà hôm nay vì buổi sáng chúng tôi phải dạy ở trên học viện, dạy xong 4 tiết buổi sáng chúng tôi rất là mệt mệt luôn cho đến giờ này đến chiều, nên chúng tôi không có kham nổi. Tuy nhiên, để gọi là giúp sức ấy, thì Hòa Thượng Giác Đẳng có thể giảng 1 tiếng đồng hồ cho đến 9 giờ, rồi Hòa Thượng sắp đặt những cái câu hỏi đó có liên quan đến bài học, và chúng tôi sẽ trả lời những cái câu hỏi đó. Bây giờ thì xin mời cô tu nữ Diệu Pháp đọc cho kinh, sau đó xin cung thỉnh Hòa Thượng Giác Đẳng thuyết giảng. Hôm nay Nam Mô Bổn Thầy. Dạ, sa thú lành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Ngài Hòa Thượng Tề Siêu đã từ bi dẫn nhập đại học ngày hôm nay. Dạ, cảm ơn cô Hoa Nguyệt và Đạo Tràng cho Như Pháp biết được tín hiệu. Con xin phép được đọc phần chánh kinh. Bài 9, cảnh giới của ma. Cảnh giới của Kinh Nông Phu Kassaka Sutta, chương 4, tương ưng ác ma, phẩm thứ hai. Phàm phu đối với căn cảnh thức thường đi với chấp thụ, đây là của ta, đây là ta, hay của ta. Các bậc giác ngộ nhìn mọi hiện tượng theo thực tướng thì vạn pháp sanh diệt do duyên. Chấp ngã là mê tâm, là cảnh giới của ma. Nhìn sự vật như nhiên là giải thoát, vượt khỏi ma giới. Đức Phật và các bậc thánh có thể dùng những từ ngữ như các con của Như Lai hay giáo pháp của Phật, nhưng là cách nói theo ngôn ngữ thường thức. Đối với bậc đã hoàn toàn giải thoát thì tất cả hiện tượng giới bao gồm 6 căn, 6 cảnh, 6 thức đều sanh diệt với riêng tự tánh. Không có gì để gọi là của ta, là tự ngã của ta. Hiểu được chân lý ấy một cách rốt ráo là chứng ngộ Niết Bàn. Kinh văn: Tại sao Quá Thí, lúc bây giờ Thế Tôn đang thuyết pháp cho các tỳ kheo, Ngài khích lệ làm cho phấn khởi, làm cho hoan hỷ với đề tài về Niết Bàn. Chư tỳ kheo lắng nghe chăm chú suy nghiệm. Rồi ác ma suy nghĩ: Sa môn Gotama này đang thuyết pháp cho các tỳ kheo, Ngài khích lệ làm cho phấn khởi, làm cho hoan hỷ với đề tài về Niết Bàn. Chư tỳ kheo lắng nghe chăm chú suy nghiệm: Ta hãy đi đến Sa môn Gotama và làm mờ loạn các tỳ kheo ấy. Rồi ác ma biến thành một nông phu, vác trên vai một cái cày lớn, tay cầm gậy chăn bò, tóc rối bù xù, áo quần lem luốc, chân lắm đầy bùn. Ác ma đi đến và nói với Đức Thế Tôn: Này Sa môn, ngài có thấy con bò đực không?
Nhưng này ác ma, con bò đực với đối với ngươi là gì? Này Sa môn, mắt là của ta, sắc là của ta, thức xứ do nhãn xúc là của ta. Này Sa môn, ngài có thể đi đâu để thoát khỏi ta? Tai là của ta, tiếng là của ta, mũi là của ta, mùi là của ta, lưỡi là của ta, vị là của ta, thân là của ta, xúc là của ta, ý là của ta, pháp là của ta, thức xứ do ý xúc chạm là của ta. Này Sa môn, ngài có thể đi đâu để thoát khỏi ta không? Này ác ma, mắt là của ngươi, sắc là của ngươi, thức xứ do nhãn xúc là của ngươi. Như vậy này ác ma, chỗ nào không có mắt, không có sắc, không có thức xứ do nhãn xúc, thời không có hành xứ của ngươi. Này ác ma, tai là của ngươi, tiếng là của ngươi, thức xứ do nhị xúc là của ngươi. Như vậy này ác ma, chỗ nào không có tai, không có tiếng, không có thức xứ do nhị xúc, thời không có hành xứ của ngươi. Này ác ma, mũi là của ngươi, mùi là của ngươi, thức xứ do tỷ xúc là của ngươi. Như vậy này ác ma, chỗ nào không có mũi, không có mùi, không có thức xứ do tỷ xúc, thời không có hành xứ của ngươi. Này ác ma, lưỡi là của ngươi, vị là của ngươi, thức xứ do thiệt xúc là của ngươi. Như vậy này ác ma, chỗ nào không có lưỡi, không có vị, không có thức xứ do thiệt xúc, thời không có hành xứ của ngươi. Này ác ma, thân là của ngươi, cảnh xúc là của ngươi, thức xứ do thân xúc là của ngươi. Như vậy này ác ma, chỗ nào không có thân, không có cảnh xúc, không có thức xứ do thân xúc, thời không có hành xứ của ngươi. Này ác ma, ý là của ngươi, cảnh pháp là của ngươi, thức xứ do ý xúc là của ngươi. Như vậy này ác ma, chỗ nào không có ý, không có cảnh pháp, không có thức xứ do ý xúc, thời không có hành xứ của ngươi. Cái họ gọi của tôi và ai nói của tôi, nếu tâm nghĩ thế chưa thoát ta sa môn. Thế Tôn, cái họ gọi của tôi, ta không là người nói, hỡi ác ma nên biết đường ta người chẳng thấy. Ác ma biết được Thế Tôn đã biết ta, thiền thể đã biết ta, nên buồn và thất vọng liền biến mất tại chỗ ấy. Thích văn: Văn có đàn tích ma ma với đàn tích, cái gì họ gọi đó của tôi. Về đàn tích ma ma tích cha, những ai nói của tôi. Attha chê tê ma nơ atthi, nếu tâm ngươi còn ý niệm ấy. Nam mê samana mất khasi tí, thời vẫn chưa thoát khỏi ta, hỡi sa môn. Dần qua đành tí na tăng mây hăng, cái họ gọi đó là của tôi. Dê qua đành tí na tê a hăng, ta không phải là người nói vậy. Ê quăng ba bi mát cha na hi, ngươi nên biết như thế, hỡi ác ma. Nam mê mắt gầm bi đa si tí, ngay cả đường ta đi ngươi cũng không thấy được. Tích nghĩa: Theo sớ giải, chắc khu xăm phát sa huỳnh nhà na gia ta na, thức xứ liên hệ với nhãn xuất, chỉ cho nhãn xuất liên hệ với nhãn thức và thức xứ thuộc nhãn xuất. Chắc khu huỳnh nhà nề nó sầm ba yut tờ chắc khu sầm phát sơ bi huỳnh nhà nà gia tâm năng bi.
Nhãn xuất chỉ cho tất cả hiện tượng tâm ý liên hệ đến thị giác. Thức xứ liên hệ tới thị giác chỉ cho tất cả hiện tượng sanh khởi qua nhãn môn. Ý nghĩa này cũng được áp dụng với chính với thính giác, khứ giác, vị giác, xúc giác. Riêng đối với ý thì giới chỉ cho tiềm thức phá quan gắt chích ta và ý thức giới hoặc thức xử lý tra quan na chích ta và hoặc thức dư hưởng ta đà rằm mana chích ta. Câu trả lời của ma và kệ ngôn kết thúc của Phật nói lên tương phản qua cái nhìn của chấp thủ và nhận thức chân tướng khách quan. Bản sơ giải cũng nói thêm là câu trả lời của Đức Phật đề cập đến Niết Bàn nằm ngoài hiện tượng sáu thức. Hòa Thượng Giác Đẳng dịch và biên soạn giáo trình, chúng con thành kính đảnh lễ cung thỉnh Hòa Thượng Giác Đẳng từ bi thuyết giảng bài học ngày hôm nay, và con kính dâng mít đến Ngài. Nam mô Bổn Thầy ạ. Cái điện Hòa Thượng, Thầy Sư, cảm ơn cô tu đứng như Phật. Kính thưa Tôn Đức, thưa tất cả quý Phật tử. Chúng tôi xin được định khuyết cho Thầy Tòa Tây Quyền trong buổi học ngày hôm nay, vì Thầy Tòa đang bận Phật sự ở xa. Trong bài kinh này, thưa quý vị, chúng ta nên bắt đầu để thấy rằng trong cuộc đối thoại giữa ma và Phật thì quả thực ma đã nêu lên những điểm rất là thâm sâu tế nhị trong cuộc sống, nhưng mà tất cả những điểm tế nhị đó nó vẫn nằm ở trong cảnh giới của ma. Và Đức Phật Ngài cũng đã nói lên một cái cảnh giới thâm sâu tế nhị đối ngược lại. Và dĩ nhiên là điều mà Đức Phật nói rất không nằm ở trong sự hiểu biết của ma. Như vậy là cảnh giới của ma là gì? Và cảnh giới của Phật là gì? Cảnh giới của ma, thưa quý vị, đó là cảnh giới của hiện tượng, và những hiện tượng được nói theo Phật pháp gồm có ba lục cực, đó là căn, cảnh và thức. Mỗi chúng sanh như là chúng ta là người ở trong cõi dục giới như loài người đó. Thưa quý vị, chúng ta thường có một cái định kiến. Định kiến này ăn sâu vào ở trong tâm não của chúng ta khi mình nhìn tất cả một sự vật. Dù là mắt tay, mũi lưỡi thân ý, dù là sắc thinh khí bị xúc pháp, dù là thị giác, thính giác, khứ giác, vị giác, xúc giác và ý thức, thì tất cả đều đi với một cái nhãn hiệu, đó là của tôi. Và điều này mới nghe như không có gì, nhưng mà chính thật ra đó là một ở trong những manh nha khởi đầu cho sự đau khổ. Bởi vì đơn giản như vậy là nếu cái đó là của tôi thì chúng ta thật sự có thể ra lệnh hay điều khiển là nó phải như thế này hay nó phải như đừng như thế kia. Chúng tôi lấy một ví dụ là mình đã sống ở trong một xã hội mà cái gì gọi là của mình thì mình có thể
sửa đổi được, có thể bán được. Còn cái này nó chỉ là ở đó thôi, giống như cái cột đèn ở trước cửa chùa. Chính là cái cột đèn đó là của chùa, nhưng mà thực sự nó không phải, bởi vì chúng tôi muốn dời nó đi, chúng tôi muốn sửa lại, chúng tôi muốn cách này cách khác, chúng tôi không làm được thì không nên gọi là cột đèn của chùa. Nếu quý vị nào vào chùa Pháp Luân, quý vị thấy có cái cột điện nằm ở giữa đất chùa đó, thì cột điện đó là của công ty điện, mà chúng ta muốn dời đi cũng dời không được. Thì thứ gì điều này đó, nó nói lên một cái nhìn của tất cả chúng ta đối với cái gọi là hiện tượng giới hay thế giới hiện tượng đó, là sự gián ghép hay là tuyên bố chủ quyền đối với thế giới này. Nhưng mà chúng ta lại không hiểu cái chiều sâu là tất cả những thứ đó, dù là mắt tai mũi lưỡi thân ý, dù là sắc thanh hương vị xúc pháp, dù là tất cả những gì sanh khởi qua nhãn môn, nhĩ môn, tỷ môn, thiệt môn, thân môn, ý môn, thì những thứ đó nó có cái bản chất riêng mà chúng ta gọi là có cái tự tánh. Và khi mà chúng ta chưa nhìn thấy được cái tự tánh này rồi, thì chúng ta cứ nhận nó là của ta, nhưng kỳ thực không phải. Và đây là sự đau khổ. Thật ra trong bài học này, thưa quý vị, nếu chúng ta đọc kỹ và nhìn kỹ, thì ác ma ở đây là thiên tử ma, Deva Putta, Mara. Nhưng mà rồi, ngoài ra đó còn có một thứ khác nữa. Chúng ta nói về ngũ uẩn ma, chúng ta nói về phiền não ma. Tại sao chúng ta nói về phiền não ma, ngũ uẩn ma? Bởi vì chỉ chấp thủ đây là của ta, và sự đau khổ khi những thứ đó nó biến mất hay nó không như ý của mình, thì cái đó rõ ràng là phiền não ma. Và cái bản chất của năm uẩn hay 12 xứ, 18 giới, tùy theo cách nói của chúng ta, thì thưa quý vị, nó lại có cái tự tánh riêng. Con người mà càng có hiểu biết nhiều về đời sống, như là cái trình độ hiểu biết về y khoa mà con người có hiện nay, thì chúng ta sẽ dễ dàng nhận thấy rằng cái thân của mình tuy rằng gọi là của mình đó, nhưng mà thưa quý vị, từ những cái tế bào DNA cho đến những hiện tượng là lão hóa hay là bệnh hoạn hoặc giả là suy nhược, tất cả nó có một cái cách thế xảy ra tồn tại riêng của nó, mà nó lại không thuộc về cái chủ quyền của mình. Càng học và càng hiểu biết thì thưa quý vị, chúng ta thấy rằng thân của chúng ta quả thật là một ổ bình đẳng. Thân của chúng ta nó có cái bản chất riêng của nó. Mình muốn nó trẻ mãi mà không già thì cũng không được. Mình muốn khỏe hoài mà không bệnh không được. Mình muốn cái thân mình sống hoài mà không chết cũng được. Tại vì sao? Tại vì cái lý lẽ đương nhiên đó là nó có cái bản chất riêng. Và vì vậy, khi mà chúng ta nhìn mọi sự vật là một cái dòng chảy của sanh diệt, và ở đó chúng ta không có cố gắng bám víu hay bất mãn hay phiền muộn bởi vì sự vật đã như thế này không như thế kia, thì thưa quý vị, chính ở cái mấu chốt đó mang lại cho chúng ta sự bình tâm, mang lại cho chúng ta sự thanh thản, ít có đau khổ, và mang lại cho chúng ta sự an lạc thực sự. Thì cái nhìn mà đi với chấp thủ và cái nhìn mà chỉ quan sát mà không chấp thủ
Đó là một cái bài học rất lớn của người tu tập chánh niệm hay tu tập tứ niệm xứ. Quý vị để ý như vậy là khi mà chúng ta mới bắt đầu niệm hơi thở thì chúng ta đi với một cái thói quen là muốn điều khiển hơi thở, nghĩa là hơi thở của mình phải thở thế này, phải thở thế kia. Nhưng một khi mà chúng ta càng kiên trì tu tập, chúng ta càng phát triển chánh niệm theo thời gian, thì thứ vị, dần dà chánh niệm trả chúng ta về với một cái tâm thái là chỉ lặng lặng quan sát. Hơi thở vô, biết hơi thở vô, hơi thở ra, biết hơi thở ra. Hơi thở dài, biết hơi thở dài, hơi thở ngắn, biết hơi thở ngắn. Cảm thọ khổ sanh, cảm thọ khổ diệt, biết là cảm thọ khổ sanh, cảm thọ khổ thọ diệt. Cảm thọ lạc sanh, cảm thọ lạc diệt, chúng ta biết là cảm thọ lạc sanh, cảm thọ lạc diệt. Cảm thọ xả sanh, chúng ta biết là cảm thọ xả sanh, cảm thọ xả diệt, chúng ta biết cảm thọ xả diệt. Cảm thọ thuộc vật chất, thuộc thế tục, chúng ta biết là thuộc vật chất thế tục, không thuộc vật chất, không thuộc thế tục, chúng ta biết như vậy. Sự việc đó xảy ra như thế nào thì chúng ta nhận nó như vậy, mà chúng ta không có đem vào trong đó những cái sự phiền muộn, bực bội, một cái phản ứng tâm lý quá đáng. Chúng tôi lấy một cái ví dụ khác trong đời sống, mà nếu chúng ta không nói về tu tập chánh niệm đó, nếu quý vị nào mà sống ngoài đời và làm công việc đứng bán hàng ở cửa tiệm, thì cái công việc của người bán hàng đó là việc mà khi khách đến mình giới thiệu, hướng dẫn, khách mua thì mình bán, khách than phiền thì mình giải quyết. Và một người nào mà đã có cái kinh nghiệm sống đầy đủ đó thì xem tất cả những việc như là kẻ đến người đi, kẻ mua người bán, khi thì khen, khi thì chê, khi thì thân thiện, khi không thân thiện. Tất cả chỉ là hiện tượng tự nhiên. Đó là một điều đương nhiên. Thì khi mà mình thấy những điều đó là điều đương nhiên, thì chúng ta ít phiền, ít khổ. Còn nếu mà chúng ta vào đứng bán ở trong cửa tiệm, mà mình luôn kỳ vọng rằng khách đến phải là người tử tế, thân thiện, mọi người có vẻ hơi khó chịu thì chúng ta bực bội. Mà công việc nào mà nó thuận lợi, phát đạt thì chúng ta vui, mà công việc khó khăn thì chúng ta cảm thấy buồn nản. Tức là chúng ta có một cái đòi hỏi sự việc nó phải như thế này và đừng như thế kia. Thì thưa quý vị, như vậy là chúng ta sẽ có một thái độ về tâm lý rất là khổ. Đây là một điểm vô cùng tế nhị. Tế nhị trong đời sống và tế nhị trong sự tu, tế nhị trong cái nhìn. Chúng tôi có nhiều lần đưa ra thí dụ với quý Phật tử là chúng tôi làm trụ trì ở trong chùa. Mà nếu chúng tôi cứ nghĩ rằng mọi việc ở trong chùa lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió, mọi việc trong lúc nào cũng phải tốt đẹp, tất cả những người Phật tử đến chùa đều phải có đạo tâm giống nhau, thì chúng tôi sẽ khổ. Tại vì sao vậy? Tại vì chúng tôi hiểu ngược lại với cái bản chất tự nhiên của một ngôi chùa. À, ngôi chùa là chỗ thập phương bá tánh lui tới, mỗi người một ý, và công việc chùa thì có lúc thăng lúc trầm, lúc vui lúc buồn, lúc chuyện này chuyện kia. Và mình làm trụ trì có nghĩa là mình phải giải quyết mọi tình huống, không phải mình làm trụ trì có nghĩa là mình chỉ nhắm vào những việc nào vừa lòng hợp ý, còn những việc không vừa lòng hợp ý thì chúng ta nói không phải chuyện của mình, hay là mình bực bội. Cái này là một điểm rất là khó nói trong cuộc sống. Ở trong cuộc sống này, thưa quý vị, đối với Phật Pháp đó, thì chúng ta có một lối sống, một cái nhìn gọi là nhìn như duyên, gia tha khu tăng, sự thật nên như thế nào thì mình sẽ như vậy. Còn có cái nhìn khác là một cái nhìn của chấp thủ, đòi hỏi, và đây là ta, ta là của ta, là tự ngã của ta.
và đặc biệt cái gọi là của ta. Thì thưa vị, cái nhìn đó đó, nó thường là cái cơ sở, nó thường là cái nhìn vốn có, vốn dĩ tự nhiên của chúng sanh. Và cái đau khổ thì nó lại thường xảy ra chừng đó. Nhưng mà điều này không dễ dàng, không dễ dàng. Bởi vì sao vậy? Đừng nói chi những cái chuyện mà sâu xa như là về ý, về tâm ý. Chúng ta chỉ nói đơn giản là cái thân của chúng ta. Khi mà nó bệnh, bệnh thì sao? Thì đầu tiên, cái khó chịu của chúng ta là cái thân của ta bệnh. Cái thân bệnh đó, nó không làm cho mình khổ nhiều bằng khi mình nói cái thân của tôi bệnh. Cái của tôi là cái gì mình nâng niu, cái gì mà mình muốn thì tự nhiên mình có cái chữ gọi là của tôi ở trong đó. Thứ việc bài học mà chúng ta thấy trong hiện tại đó là khi chúng ta đọc một số những cái phát biểu của người Việt Nam và đặc biệt là người Việt Nam trong nước đó, thì trong cuộc chiến tranh của Nga và Ukraine xảy ra hiện nay, khi mà người Nga đang quân vào để xâm lăng Ukraine đó, thì thưa quý vị, người ta có nhiều cái ý tưởng trái chiều. Đa số người Việt Nam thì bên Nga, và nhất là những người theo ủng hộ chủ nghĩa cộng sản, bởi vì dù sao Nga đó vẫn là một nước gắn liền với Đảng Cộng sản Việt Nam trong nhiều năm. Thì thưa quý vị, người ta vẫn có cái nhìn trong sự phê phán dựa trên cái ý thức là bên này và bên kia, và bên này bên kia, bên này là phe mình, bên kia là phe địch. Nhưng mà kỳ thật thì nếu hiểu cho đúng thì chẳng có bên nào là phe của chúng ta hết. Nga và Ukraine là hai quốc gia có một cái bi kịch, một sự kiện, và trong bi kịch sự kiện đó, chúng ta là người Việt Nam thì rất là khó nói là cái nào, bên nào là của ta, bên nào không phải của ta. Và chúng ta càng mang một cái tinh thần phe đảng, tinh thần cố chấp thì chúng ta càng khổ. Rồi đó là thí dụ ở bên ngoài. Riêng đối cuộc sống hàng ngày của chúng ta cũng vậy. Nếu chúng ta thích cái gì giản dị mà nhìn thấy ai trưng bày gì lè lẹt thì trong lúc đó tình tự nhiên mình ghét, không có thiện cảm. Cái ghét không có thiện cảm nó đến từ cái tâm lý là nghĩ rằng điều đó nó chống lại cái quan điểm đơn giản của chúng ta. Hay là chúng ta thích sống theo Tây, mà có những người họ thích sống theo Đông Phương từ xưa, chúng ta thấy không thích. Chúng ta thích loại nhạc này mà người ta ca ngợi thưởng thức loại nhạc khác thì chúng ta cũng không thích. Thì giữa muôn vàn cái thích và không thích đó, nó đều có dây mơ rễ má liên hệ đến cái gọi là của ta hết. Ma Vương không phải là một người dốt đâu. Ma Vương nói lên một sự thật muôn thuở là đối với những điều nào mà người ta đó là chúng sanh gọi là của ta, và bất cứ ai mà còn sống với cái quan niệm gọi là của ta, thời người đó vẫn nằm ở trong vòng cương tỏa của ma. Chúng ta phải hiểu và hiểu rất rõ và thấm thía điều này. Thưa quý vị, ngay cả khi người Phật tử học Phật Pháp lâu năm, nhưng mà nói đến Niết Bàn, nói đến một cái một ở trong bốn đề nghĩa đế mà Niết Bàn hay là Niết Bàn không có những hiện tượng giới do nhân do duyên sanh, trong cái ngôn ngữ của Luận Đại Trí Độ mà của Ngài Long Thọ viết đó, là trả sắc thinh khí vị xuất pháp về cho các cảnh, trả nhãn nhĩ chỉ thiệt thân ý về các căn, trả thị giác thính giác khứ giác vị giác xúc giác ý thức về cho sáu thức, thì đó là Niết Bàn. Thực ra thì điều này không có đơn giản để chúng ta cảm nhận được, tại vì chúng ta luôn luôn sống thế giới của chúng ta, đó là sắc thinh khí vị xúc nhãn nhĩ tỷ thiệt thân,
ý. Và ngoài cái hiện tượng của sáu căn, sáu căn sáu thức, thì chúng ta thường sống và bám chặt lấy cái quan niệm đó là tôi, đó là của tôi. Có một lần quý vị chúng tôi ra ngoài biển Galveston, đi bộ trên bãi biển, tình cờ chúng tôi nhìn thấy những con oyster, tức là chúng ta gọi là những con hào, nó sinh ra. Và cái con hào nó là một loại sinh vật ở biển, nó có cái đặc biệt đó, là nó sinh ra ở trong cái vách đá, và do cái việc mà bám dính lâu ngày đó, thì nó dính chặt vào, nó dính chặt vào trong các cái vách đá, các hòn đá hay cái vật thể nặng á. Quý vị từng nghe nói là tôi đi bắt hào, tôi bằng cách là đục hào. Đục hào. Thì có một vị sư mới hỏi với chúng tôi rằng, không biết sanh ra là con vật á, mà không đi đâu được mà nó dính trong trong cái tảng đá, thì có gì sung sướng? Thì chúng tôi cười là tại vì chúng tôi nghe sư đã nói về con hào nó sanh ra, nó bám chặt cái trong đá, có gì sung sướng? Thì chúng tôi chợt nghĩ đến một ý niệm là tất cả chúng ta thường bám víu với ảo tưởng, bám víu với ngã chấp, bám víu để mà đau khổ, nhưng mà rồi chúng ta lại nghĩ rằng mình sung sướng với điều đó. Một con hào mà chúng ta đục nó ra mà nó không còn gắn liền, không bám chặt nữa, thì con hào nó sẽ không sống lâu được. Chúng ta rất sợ hãi nếu mà chúng ta không có bám víu vào những cái ngã chấp, nhưng mà thật sự cái ngã chấp đó nó là hư ảo. Dạ, nó là hư ảo. Cái khó của một người tu thiền, thưa quý vị, là càng tu thiền lâu, càng phát triển chánh niệm, thì chúng ta càng giữ cái tâm thanh thản, nhìn mọi thứ sanh rồi diệt đến đi, nhưng mà ở trong đó chúng ta không có phản ứng, chúng ta không có đòi hỏi là tại sao như vậy, tại sao như thế này mà không như thế kia, hay là phản ứng bực bội, phản ứng bám víu. Tại vì đó là vậy đó, đó là vậy. Cái nhìn nó giống như là Hermann Hesse có diễn tả về ông lái đò, về thiên hữu, về tất đạt ở trong quyển câu chuyện dòng sông. Khi mà những người này ngồi ở trên dòng sông nhìn những gì lặng lặng trôi qua, những gì lặng lặng trôi qua nó có đến và có đi. Và nếu chúng ta sống ở miền sông nước, chúng ta sống ở miền Tây nước Việt, thì chúng ta hiểu nước lớn nước rộng, bao nhiêu thứ, nào là lục bình rau mát, nào là cỏ, nào là phân người phân củ, đủ thứ nó trôi qua vào mắt của chúng ta. Và những thứ này nó có đến và có đi, nó sẽ là một điều rất là rồ dại, nó là một điều rất là nông nổi. Nếu chúng ta nói rằng có những thứ hoa lục bình nào đó mình thích, đó là hoa của mình, thật ra nó chẳng có gì của mình thật. Nó xuất hiện, nó cho chúng ta một ấn tượng là hoa lục bình màu tím rất đẹp ở một cái thời nào đó, và nó xuất hiện và nó sẽ trôi qua. Chúng ta nói đó là câu chuyện của dòng sông. Và cái dòng sông của miền Tây, cái dòng sông của sự sống, cái dòng chảy của sinh tử, nó giống y hệt nhau như vậy. Dạ. Nó là một cái dòng cuồn cuộn chảy tiếp nối những hiện tượng sinh diệt, cho dù hiện tượng đó là cảnh sắc, cảnh khinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, cho dù hiện tượng đó là mắt tai mũi lưỡi thân ý, cho dù đó là những tất cả những cái biết, mà cái biết ở đây chúng ta gọi là thức, thức xứ, từ nhãn xúc, nhĩ xúc, tỷ xúc, tỷ xúc, tiệt thân xúc, ý xúc, hay là nói theo thắng pháp đó, tất cả những hiện tượng tâm lý sanh diệt qua nhãn môn, nhĩ môn, tỷ môn, thiệt môn, thân môn, ý môn, nó vậy thôi. Dạ, nó vậy thôi, nó là thế giới của hiện tượng. Và chúng ta thường rất sợ hãi khi mà mình đối diện với chính mình mà không còn gọi đó là của mình nữa, mình sợ hãi. Nhưng mà kỳ thật nó là như vậy, nó là như vậy. Mình thấy rằng cái đáng sợ nhất là nó không phải là của mình, mà mình bám nó là của mình. Thưa quý vị, chúng tôi có còn giữ
một số những cái vật dụng, những con tem sưu tập và một số đồ đạc của ngài Hòa Thượng Hổ Giác khi mà ngài còn sinh thì bị ngài mất đi. Thậm chí có một ít di cốt của ngài chúng tôi còn để trong phòng. Và lâu lâu chúng tôi nhìn những điều đó thì chúng tôi vẫn thường nghĩ đến một điều đó: ngài đã từng sống, ngài đã từng sử dụng những thứ đó và bây giờ ngài không còn nữa. Rồi chúng tôi giữ một thời gian, chúng tôi đối giữ mãi, khi chúng tôi chết đi thì nó cũng qua tay người khác. Và không biết trong mai hậu có còn bao nhiêu người sẽ giữ lại cái di cốt của ngài như vậy, có bao nhiêu người giữ lại những đồ kỷ niệm trong của ngài như vậy, hay hoặc giả rằng nó cũng trôi dạt bốn phương. Những gì mà chúng tôi hiện có bây giờ khi chỉ có để trong ngoặc kép đó, thì nó cũng tương tự như vậy. Lấy ví dụ một cái tượng Phật nào đó mà chúng tôi có, chúng tôi chỉ có để theo từ thức bên ngoài đó, không biết ngày chúng tôi chết nằm xuống rồi thì tượng Phật đó đi đâu về đâu chúng tôi cũng không biết được. Cái thế giới này nó là một dòng chảy của muôn ngàn thứ như vậy. Thật ra khi mà chúng ta nhìn một cái gì đó chúng ta gọi là của ta, chúng ta vui, chúng ta buồn, chúng ta dở sống dở chết với những điều đó, nhất là về danh, về lợi, về hơn thua đặng thất, về tất cả mọi thứ, thì chúng ta đang sống với một cái tâm tư rất điên rồ. Và nói trong cái ngôn ngữ sâu kín nhất của kinh điển đó là chúng ta đang sống trong vòng gương tỏa của ma. Và về những này rất là khó hiểu, và rất là khó hiểu khi chúng ta nói về Niết Bàn, bởi vì Niết Bàn nó không hoàn toàn, nó hoàn toàn không nằm ở trong những cái quan điểm đó, không nằm trong quan điểm đó. Chỉ cái chuyện mà nó ra sao mình định nhìn nó như vậy, nhìn theo chân tướng các pháp đó, đã là khó hiểu rồi. Mà từ cái nhìn đúng theo chân tướng các pháp mà lãnh hội được Niết Bàn, nó lại làm điều khó hiểu hơn nữa. Khó hiểu lắm thưa quý vị. Nó khó hiểu giống như một bà mẹ mà nuôi đứa con trai từ tấm bé cưng yêu chiều chuộng như vậy, thương yêu như vậy, cái gì mình có mình cũng sẽ cho hết. Nhưng rồi dần già ngày nào đó tự mình nhận ra rằng đứa con trai nó đang rời khỏi vòng tay yêu thương của mình, nó lại đem lòng yêu thương một người con gái nào đó, rồi nó xây dựng cái tổ ấm bên người con gái đó, và dần già thì đứa con của mình không còn là con của mình nữa, mà nó đã là một người trưởng thành, sống với người khác, nó vượt khỏi tầm tay của mình. Chúng ta khó chấp nhận điều đó, nhưng mà nó là một sự thật. Đó là một sự thật, chúng ta phải chấp nhận như vậy. Chúng ta không thể nào làm khác hơn được. Tại vì cái bản chất tự nhiên của cuộc sống là như thế, nó là như vậy đó. Quý vị qua thì chờ chúng ta chút xíu nha. Xin hỏi quý Phật tử có nghe được chúng tôi nói không ạ? Dạ. Có điều này chúng ta nên để ý là sự chấp thủ, cái nhìn chấp thủ thì rõ ràng là cái nhìn mà bị ma chi phối, hay là nằm ở trong vòng cương tỏa của ma. Và điều mà chúng ta nói là làm sao sự thật như thế nào chúng ta biết như vậy, và tha phú tăng hay là như nhiên đó, nó không phải là một triết lý trong đạo Phật, mà điều đó là một cái sống, một cái tu, và đó là thế giới của chánh niệm. Đó là những gì mà Đức Phật dạy chúng ta nên tập sống, tập chấp nhận sự thật, mặc dù sự thật đó đó nó hoàn toàn xa lạ, chúng ta chưa bao giờ nghĩ tới hết, chưa bao giờ nghĩ tới.
Ví dụ như bây giờ chúng ta đồng trụ trì, có một Phật tử họ cúng một cái chung, đặt một chung rất đẹp, để chánh điện. Nếu trong cái nhìn bình thường á, có ai đến chúng ta đều khoe rằng đây là đại hồng chung âm thanh rất tốt, mình cảm thấy hãnh diện đó là cái chuông, đó là chuông của chùa, mà chùa của tôi thì cái chuông của tôi và cái chuông đánh rất tốt là tôi đáng hãnh diện, vân vân. Nhưng mà ngồi, chứ là ngồi suy nghĩ kỹ là cái gì nó là của tôi trong cái chuông đó. Có người nào đó họ đem cái chuông họ cúng vào chùa để đó, thỉnh thoảng có những Phật tử đến thỉnh đại hồng chung, và rồi chúng tôi đang sống ở đây với đại hồng chung đó, mai mốt chúng tôi chết đi thì đại hồng chung đó nó gọi là của tôi thì nó hẳn là của tôi. Nếu chúng ta sống, nếu chúng ta thấy như vậy, thì vì điều này là cái chuyện mà chúng ta nên tu tập. Bởi vì quý Phật tử, khi mà chúng ta đọc vào kinh Tứ Niệm Xứ đó, một ở trong những điều đầu tiên mà Đức Phật dạy là Thân Quán Niệm Xứ, và cái bài học tiên khởi của Thân Quán Niệm Xứ đó là niệm hơi thở. Ở trong niệm hơi thở đó là chúng ta tập cái khả năng, thay vì bắt hơi thở phải ngắn, bắt hơi thở phải dài, bắt hơi thở phải thô, phải tế, phải thế này thế kia, thì chúng ta tập nhìn hơi thở bằng chánh niệm. Chánh niệm ở đây là không can thiệp, không có nhồi nặng, không có uốn nắn, không có đòi hỏi. Chánh niệm ở đây tức là chỉ nhìn, đơn giản là nhìn, nhìn một cách là một sự quan sát lẳng lặng. Hơi thở vô, biết hơi thở vô, hơi thở ra, biết hơi thở ra, hơi thở vô dài, biết hơi thở vô dài, hơi thở ra ngắn, biết hơi thở ra ngắn. Có thể nhìn hơi thở bằng cái cảm giác toàn thân, có thể nhìn hơi thở vô, hơi thở ra bằng cảm giác toàn thân, có thể nhìn hơi thở ở trong cái trạng thái an tịnh thân hành, tức là trong trạng thái thở một cách rất là nhẹ nhàng, có thể nhìn hơi thở trong cái trạng thái an tịnh tâm hành, tức là nhìn hơi thở mà nhìn mà tâm không có phân duyên, không có suy nghĩ chuyện gì, chúng chỉ lắng lặng sống với hơi thở. Thật ra những điều này mới nghe nói thì nó đơn giản nhưng nó khó lắm thưa quý vị, rất là khó. Tại vì sao? Khi mà chúng ta tu tập rồi đó thì chúng ta mới thấy rằng hơi thở luôn luôn có, và hơi thở luôn luôn có vô và có ra. Dù chúng ta có muốn hay không muốn, thích hay không thích, thì hơi thở vẫn có. Và mặc dù chúng ta được giao cho cái nhiệm vụ là chỉ quan sát hơi thở, quan sát một cái tự nhiên thôi, nhưng mà chúng ta không chịu làm như vậy. Và chúng ta không chịu làm như vậy, chúng ta muốn tái máy, chúng ta muốn muốn hơi thở kiểu này, muốn hơi thở kiểu Chúng tôi có gặp một vài người, thưa quý vị, họ có cái tính như vậy là thay vì đi chùa vào lễ Phật, đi chùa vào nghe pháp, đi chùa vào làm công quả gì được, nhưng mà họ lại có cái tính là đã lên chùa rồi thì muốn là phải sửa cái này, phải làm cái kia, phải ý kiến cái nọ. Tại vì sao? Mình làm như vậy mình mới thấy đó là chùa của mình. Chùa của mình mới bài vẽ, mới làm cái kia được, chứ chùa của người ta mình đâu làm vậy được. Thành ra khi họ đến là chúng tôi hiểu lăng xăng của những vị này, nhưng mà đồng thời chúng ta cũng hiểu rằng đó là cái thói quen cố hữu, và nhớ rằng chỉ là thói quen thôi, thói quen thôi, chứ không có nghĩa là đó là một sự thật. Thật ra khi mà Đức Phật Ngài dạy rằng ác ma, khi đó có ác ma nêu lên đó, là người ta có những người tuyên bố cái này là của tôi, hay là những người đó, thì Đức Phật không phải là người trong số đó. Đức Phật chưa bao giờ tuyên bố cái gì là của tôi hết. Chúng ta đọc về cuộc đời của Đức Phật, nếu quý vị nào có theo dõi cái môn Phật pháp cơ bản thì chúng ta hiểu rất rõ Đức Thế Tôn từ một vị quân vương, Ngài có rất nhiều những thứ như là ba tòa lâu đài cho ba mùa tiết khác nhau trong năm. Ngài có phụ vương, có một chúa Gia Du Đà La, có thái tử Rahula La, có binh hùng tướng mãnh đủ thứ. Nhưng mà rồi khi mà Ngài nhận ra rằng tất cả những thứ đó nó vẫn lẫn quẩn trong cái sanh già đau chết chi phối, dẫn đến sanh già đau chết chi phối được, thì Ngài đã rời bỏ để Ngài ra đi.
sống đời sống sa môn. Và khi ngài đến với Uttakaramaputta và Alarakama, thì thưa quý vị, ngài có những cái thành tựu ngang bằng với những vị thầy. Và những vị thầy này mời ngài ở lại ngồi trong chiếc ngồi của vị giáo chủ, vị đạo sư, thì ngài cũng từ chối ngài ra đi. Ngài đến xứ Ma Kiệt Đà, vua Pasena, vua Bimbisara, với cái tâm ngưỡng mộ trong lần đầu gặp ngài, đã đề nghị chia nửa giang sơn. Giang Ma Kiệt Đà là một vương quốc hùng mạnh bậc nhất thời bấy giờ ở tại Trung Ấn, thưa quý vị, mà chia nửa giang sơn. Nhưng mà ngài cũng từ chối ngài ra đi, tại đó, điều đó phải là ngài mong muốn. Và rồi ngài đã thành Phật. Ngài thành Phật, ngài nhận được cái sự tôn kính cúng dường từ vua chúa như vua Bình Sa Vương, vua Ba Tư Nặng, cho đến Thiên Chủ Đế Thích, cho đến Phạm Thiên Sa Hàm Bát Tý. Nhưng mà chưa bao giờ mà Đức Thế Tôn lấy cái chuyện là mình thành Phật rồi thành ra chùa Trúc Lâm là của mình, chùa Kỳ Viên là của mình, chùa Gushitarama là của mình, chùa Nirotharama là của mình. Không có. Không có hết vậy. Và ngày chứ bây giờ thấy là những đó, điều đó đó, nó là cái gì tư hữu ngày hết. Không có. Ngày đã đi. Thậm chí là có những mùa đông lạnh, ngày trải tăng về lê, ngồi ở bên bìa rừng, mà vương tử Aphiya Kumara là con của vua Bình Sa Vương đã đến đảnh lễ ngài và nói với ngài là mùa đông lạnh giá mà ngài không có những êm đềm ấm, có những giáo lông cừu với phật, ngài cảm thấy an lạc không? Thì Đức Phật ngài trả lời rằng, nếu nói một cách chân chánh, ở trong đời này người nào thực sự an lạc thì Như Lai phải là người thực sự an lạc. Những câu chuyện đó, những giai thoại đó dạy cho chúng ta điều gì về cuộc sống? Dạy chúng ta rằng nó có một thứ hạnh phúc. Hạnh phúc không dựa lên chấp thủ. Đây là ta, là của ta, là tự nhà của ta. Nhưng mà cái hạnh phúc mà không chấp thủ đó không có dễ dàng để chúng ta lãnh hội, để chúng ta cảm nhận. Nhưng mà khi nào đó quý Phật tử nhìn lại trong cuộc đời của mình, thí dụ như một cái quan niệm rất là thực tế là quý vị có con cái, và trong cái nhìn của xã hội Tây Phương ngày nay đó là mình có con rồi, nhưng mà nó lớn lên thì nó có cuộc sống của nó, và chúng ta chấp nhận là con phải cuộc sống của nó, thì chúng ta sẽ ít đau khổ hơn là nếu con nó lớn lên mà mình cứ nghĩ rằng con phải của mình và con không thể thương yêu người khác, hay là con nó phải mãi mãi nghe lời mình. Đó là bài học thực tế của cuộc sống. Hay là chúng tôi được trụ trì trong một ngôi chùa mà chúng tôi luôn luôn nghĩ rằng mình là trụ trì, mình là chủ chùa, mình là viện chủ, mình là sư cả, thì mọi việc nó đều phải như ý của mình hết. Ai làm gì sai ý mình, công việc gì không xảy ra như ý của mình thì mình phiền não. Thì càng chấp thủ như vậy mình càng khổ, càng chấp thủ như vậy mình càng phiền não. Phiền não để làm gì? Phiền não để khổ rồi. Thì cuộc đời đó là như vậy đó. Chúng ta thường nghĩ rằng sự chấp thủ nó cho chúng ta cái hương vị ngọt ngào của hạnh phúc. Chúng ta thường tin như vậy, cả tin như vậy, tin quánh mãnh liệt. Nhưng mà kỳ thật không có. Thật ra thưa quý vị, điều may mắn nhất, điều hạnh phúc nhất khi chúng ta được làm con của Phật, được nghe lời Phật dạy đó, là cái khả năng nhìn lại, cái khả năng đặt lại vấn đề. Có đôi khi chúng ta cả cái đời bám víu vào cái gì đó rất là đau khổ, nhả không ra, nhưng mà chúng ta cứ nghĩ là hạnh phúc. Chúng tôi có một vài lần được nhìn thấy những cái hình ảnh đó, có những con trăng nút những con sấu. Con sấu thì rất là lớn. Ở bên Mỹ thưa quý vị có một cái lâm viên quốc gia gọi là Everglades National Park ở Florida đó. Thì lâm viên quốc gia này
thứ gì vậy? Không biết ai mà người ta nuôi và người ta thả. Con trăn, trăn gọi trăn miếng điện đó, ở bên Mỹ gọi là Burmese python. Thì những con trăn này đó, nó hồi xưa có lẽ có người ta nuôi như là con thú cưng ở trong nhà, nhưng mà rồi nó lớn quá rồi họ đem họ bỏ vào đâu, họ bỏ ngoài rừng rồi nó sinh sống trong cái đầm lầy của Everglades, nó lớn lắm. Và ở tại Florida đầm lầy thì nó cũng có cái sự việc là ở đó có rất nhiều cá sống, và có rất nhiều cá sống mà có những con cá sấu rất là lớn. Và dĩ nhiên là cá sấu và con trăn ấy, nó là kỳ phùng địch thủ. Có những khi mà đọc tin tức mà mình thấy những con, thấy con trăn nó nuốt con cá sấu, thưa bởi vì con cá sấu cũng lớn hơn trăn đó. Con trăn, quý vị thấy con trăn vậy, trước khi mà nó phùng cái miệng nó ra, nó banh cái miệng nó ra rồi nó nuốt á, thì cái thân của nó có thể nuốt con cá sấu lớn, rất là khó tin nhưng mà sự thật. Nhưng mà đa phần á là nó không tiêu hóa được, và có rất nhiều lần người ta bắt gặp những con trăn nó chết đi mà nó chỉ mới nuốt được nửa con cá sấu thôi. Và khi mà chúng ta nhìn những hình ảnh đó thì chúng ta cảm thương cho cuộc sống. Và con trăn nó xem con cá sấu là con mồi, nó nghĩ rằng nó ăn được con cá sấu, nó nuốt được con cá sấu. Mà chúng tôi cũng không dám nói thay cho con trăn, nhưng chúng tôi nghĩ rằng khi nó ăn nó nuốt như vậy chắc nó cũng có cái hạnh phúc của nó đó. Nhưng thật sự nó không có hạnh phúc gì, chúng ta nghĩ đó rất là đau khổ là tại vì nó chết. Chúng ta cũng vậy, thưa quý vị, chúng ta muốn đúc cả thế giới này, chúng ta muốn thủ đắc cả thế giới này, chúng ta muốn gọi thế giới này là của ta. Nhưng mà rồi khi chúng ta là con của Phật, chúng ta học lời Phật dạy, rất là dễ dàng để chúng ta nhận ra một điều là thật ra nó không thuộc về của ai hết, nó có bản chất riêng của nó, tự sanh tự diệt. Tự đến tự đi. Hồi chúng tôi còn nhỏ đó, chúng tôi nhớ rằng một trong những bài Phật pháp vỡ lòng mà sư trưởng dạy chúng tôi học, hồi xưa sư trưởng hay viết những cái bài pháp gọi là pháp âm, ở trong đó có cái bài mà sư trưởng viết về hành xả độ và kể câu chuyện của gia đình của Đức Bồ Tát khi có một người con bị rắn cắn chết. Để lúc đó có những cái câu thơ, mà trong những câu thơ này nói về diễn tả cái tâm trạng rất là an nhiên những người trong gia đình. Thí dụ như khi người con trai chết thì bà mẹ mới nói lên điều này là: con tôi lúc đến không mời, ra đi cũng chẳng một lời tiễn đưa, khổ vui duyên nghiệp sẵn chừa, khóc than vô ích người đưa thêm việc. Khi chúng tôi còn nhỏ đọc câu thơ đó đó thì thật sự chúng tôi rất là phục, nghĩ là nó hay hay lắm. Nhưng mà chúng tôi nghĩ rằng mình sống mà mình nhìn như vậy bạc bẽo á, con tôi lúc đến không mời, ra đi cũng chẳng một lời tiễn đưa, khổ vui duyên nghiệp sẵn chừa, khóc than vô ích người đưa thêm phiền. Nhưng mà càng sống càng lớn và lâu lâu mà nhớ về những câu thơ mà sư trưởng làm đó, thì thưa quý vị, chúng tôi cảm thấy thật ra những điều đó nó đi vào trong tâm tư và nó dạy rất nhiều điều, nó dạy chúng ta rất là nhiều điều trong cuộc sống. Và điều đó nó đưa chúng ta trở về lại với cái lời của Đức Phật dạy, như là chúng ta được học trong bài kinh ngày hôm nay. Ma thì luôn luôn tin, ác ma luôn luôn tin rằng bất cứ ai trong đời này mà còn nói đến cái người của tôi, còn chấp thủ của tôi thì nằm ở cảnh giới của ma hết. Thì Đức Phật khẳng định rằng ở trong số người đó không có Đức Phật. Đức Phật chưa bao giờ ngài ngài có một cái
ngài có cái khẳng định gì về vấn đề là thế giới này của ngài, hay là mắt tai mũi lưỡi thân ý sắc thinh khí vị xúc pháp, hay là những gì sanh khởi qua nhãn môn nhĩ môn bị môn thiền môn thân môn ý môn, là Đức Phật ở trong không, ở trong có, trong đó không có Đức Phật. Thật sự mà nói thì chúng ta nghe nhiều câu chuyện mà ác ma muốn nhắc Đức Phật, có những cái, có những điều ác ma nói rất là trẻ con, rất là nông nổi, nhưng mà phải nói rằng những điều gì ác ma nói ngày hôm nay rất là thâm sâu. Thì bà nói lên một thực trạng của tất cả chúng sinh trong đời này, và ở trong sớ giải cũng đặc biệt nói đến là những gì mà Đức Phật đề cập đó, là nó liên hệ đến Niết Bàn, đến cái sự giải thoát. Và chúng ta trong hành trình tu tập đó, của người con Phật, khi mà chúng ta tu tập thì chúng ta cũng nên hiểu rằng chính nhận thức điều này, cho dù chúng ta chưa được chứng thánh quả, nhưng mà chúng ta có một cái khái niệm nào đó gọi là đủ căn bản để hiểu, để hiểu về cái mà chúng ta gọi là sự khác biệt giữa niết bàn sanh tử, giữa mê và ngộ, giữa đau khổ và hạnh phúc. Mà chúng ta nên thành thực mà nhận ra, mặc dù trong cuộc sống tuổi chúng ta có cao, mặc dù trong cuộc sống tâm tư của chúng ta có trải qua rất nhiều, nhưng mà cái chấp thủ rằng của ta, chấp thủ để chúng ta tiếp tục đau khổ, nó vẫn luôn luôn, nó vẫn luôn luôn xảy ra trong hằng giờ hằng phút. Và cũng với cái tâm tư của người có Phật, khi mà chúng ta tu tập chánh niệm đó, là cho phép chính mình để sống, để nhìn là sự vật nó như thế nào, mình nhìn nó như vậy, mình không có đánh mất chánh niệm bằng những cái cố chấp đây là của ta, hay nó phải thế này phải thế kia, cho đến khi nào mà sự vật nó như thế nào, chúng ta nhìn nó như vậy, như là nhìn những gì đang trôi qua ở trên một dòng sông mà chúng ta ngồi ở bờ sông một kích, hay là như một hành giả nhìn hơi thở, nhìn vào cảm thọ, nhìn vào tất cả những hiện tượng đang xảy ra, mà chúng ta thấy rằng nó là như vậy đó, thì lúc đó chúng ta sẽ ít đau khổ hơn. Chúng tôi muốn kết thúc bài nói chuyện hôm nay ở đây với một cái đại thoại nhỏ. Khi mà chúng tôi ở bên Thái Lan có một lần, chúng tôi lên chỗ ngài Mahapua để dự cái khóa thiền, và qua một cái vị sư người Đức làm thông dịch. Vị sư này nói tiếng Anh và tiếng Thái rất giỏi, đã thông dịch đó. Thì có một người Phật tử đã đưa lên câu hỏi như vậy là: mình kể thiền sư, con ngồi thiền mà con ngồi ở trong rừng một mình thì con cảm thấy rất là an lạc, tiến bộ. Nhưng mà khi con trở về, con ngồi ở giữa hội chúng, và nhất là những buổi sáng sớm lên ngồi thiền, thì con cảm thấy khó chịu bị chi phối xung quanh. Thậm chí có khi có những người lên tu thiền buổi sáng sớm họ ngái, hay là họ đi vào đi ra mà tạo ra bao nhiêu cái tạp âm nó chi phối, thì con có nên vào trong rừng tu không? Thì ngài Mahapua ngài trả lời rồi: thật ra thì tất cả những tiếng động, tất cả những chi phối xung quanh, nó đều nên là đối tượng để chánh niệm quan sát, nhưng mà không phải là cái đối tượng để phản ứng. Quan sát ở đây là đó là âm thanh, đó là nhĩ thức, cái mà mình nghe, mình trở về với hơi thở.
Và chúng ta không thể đi bất cứ nơi nào, dù trong rừng sâu, mà tìm được sự an ổn hoàn toàn. Và do vậy, chúng ta nên sống giữa thế giới này, chấp nhận mọi thứ ở trong cái bản chất đương nhiên của nó. Thì như vậy chúng ta sẽ an lạc. Thì thưa quý vị, đó là một bài học rất quý cho một người tu tập chánh niệm. Và đó là một cái ý nghĩa liên hệ đến bài kinh ngày hôm nay. Chúng ta nhớ rằng trong cảnh giới của ma là cảnh giới của chấp thủ những hiện tượng sáu căn, sáu cảnh, sáu thức. Đây là của ta, là ta, tự ngã của ta. Và cũng trong thế giới đó, thế giới của hiện tượng, nhưng một người thấy sự vật như thế nào, biết như vậy mà không có chấp thủ hoặc giảm đi chấp thủ là ta, là của ta, thì người đó ít có phiền não, ít có đau khổ, và người đó sống gần với Phật và gần với cảnh giới đắc ngộ niết bàn. Đó là vài điều chúng tôi muốn chia sẻ với quý Phật tử trong bài kinh ngày hôm nay. Và thưa quý vị, bây giờ thì chúng ta bước qua phần thảo luận. Giờ này thấy có thượng tọa từ quyền vào rất là hoan hỷ. Bạch Hòa Thượng Từ Siêu, Hòa Thượng có còn ở trước máy không? Nếu Hòa Thượng Từ Siêu nghe được, xin thỉnh Hòa Thượng. Dạ, hoan hỷ chia sẻ cái ý nghĩa của câu thôi đầu tiên. Bạch Hòa Thượng, ở đây chúng ta nói về căn cảnh và tích của Thượng Quan Hỷ cho quý Phật tử một cái sự chia sẻ rằng nếu chúng ta nhìn qua cái lăng kính của Phật Pháp á, thì thế giới này phải chăng là tất cả đều nằm ở trong căn cảnh và thức, hay còn có cái gì thuộc về thế gian, thuộc về hữu vi mà nó không nằm theo căn cảnh và thức không? Xin kính thưa Hòa Thượng. Nam mô Bụt Thầy. Kính chư Tùng Đức, kính thưa cả quý Phật tử. Thật ra thì trong cảnh ở thức ba đơn vị dùng để nói đến cho nhãn xúc, nhĩ xúc, tỷ xúc, thiệt xúc, thân xúc, ý xúc thôi. Thì căn ở đây đó tức là nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn, ý căn. Và cảnh ở đây đó, đối tượng của sáu căn là cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh số và cảnh pháp. Rồi căn gặp gỡ với cảnh thì nó phát sinh lên sáu thức là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức. Mô tả về căn cảnh thức là sự hiệp hội của ba pháp, đó gọi là phát sát, sầm phát sát, chắc khúc phần sầm phát sát và nhãn xúc hoặc nhĩ xúc, ý xúc, thiệt xúc, thân xúc, ý xúc. Mà thế giới này nó có nhiều hiện tượng, cái hiện tượng có những cái hiện tượng nó thuộc về vật chất là vô tri giác, thì cái pháp hữu vi ngoài sáu căn, sáu cảnh và sáu thức ra thì còn lại cái đó nó không
thuộc về căn cảnh và thức, nó không thuộc căn cảnh và thức. Nhưng cũng đã nó không có dính dấp gì đến căn cảnh và thức cả. Chỉ khi nào con mắt nhìn cục đá đó và khởi lên cái tâm nhận biết, thì lúc bây giờ con mắt cái này là căn, nhãn căn, và cục đá nó là cảnh sắc, và phát ra lên nhận thức, thì lúc đó mới được kể. Như vậy thì chỉ khi nào các cái hiện tượng của đời sống mà nó đối chiếu qua sáu căn, thì lúc đó nó phát ra lên sáu thức. Lúc đó thì các hiện tượng đó mới gọi là nằm trong căn cảnh là thức. Còn nếu như mình không thấy thì thôi, không nghe thì thôi, không ngửi, không nếm, không đụng thì thôi. Giờ đây chúng tôi đang ngồi ở trong phòng, và khi nãy được nghe Hòa Thượng Giác Đẳng thuyết giảng, thì nhĩ căn tiếp xúc với cảnh thinh, và nhĩ thức đã sinh khởi. Khi chúng tôi mở mắt nhìn cái màn hình của laptop, thì con mắt đó là nhãn căn, và cái màn hình ở phía trước mặt đó nó là cảnh sắc, thì chúng tôi mới thấy và biết được cảnh sắc. Là hình ảnh của rum đang sinh hoạt, thì như vậy cái biết đó là cái biết của con mắt, gọi là nhãn thức. Nhưng mà nếu cũng là giờ này mà những cái cảnh ở bên ngoài sân, như là những cái cây lộc vừng, hoặc là những cái ngôi Phật cảnh ở ngoài sân mà chúng tôi không có thấy, không nghe, không ngửi, không nếm, không đụng, và cũng không có suy nghĩ tới, thì cái hiện tượng đó, cái hiện tượng vật chất ở ngoài sân, phía bên ngoài trong đêm tối, thì nó đâu có thuộc về căn cảnh và thức này. Cho nên khi mà chúng ta nói đến căn cảnh và thức á, thì chỉ khi nào các căn hoạt động đối chiếu với các cảnh và phát sinh lên các thức, tức là tâm biết, thì lúc đó mới là nằm ở trong căn cảnh và thức. Còn cái hiện tượng của, ở trong đời sống của chúng ta, thì đó cũng là pháp hữu vi, nhưng hướng để cho pháp hữu vi vô tri đó, vô tri giác đó, nó tự sinh rồi tự diệt. Nếu như mà cái câu hỏi rằng cả các hiện tượng trong đời của đời sống đều nằm ở trong cái định lý duyên hệ phải chăng, thì chúng tôi trả lời nhanh và trả lời dứt khoát, phải, duyên hệ. Dầu cho cái vật hiện tượng vô tri giác, hiện tượng vật chất vô tri giác, nó cũng không ngoài là cái pháp hữu vi hữu duyên, sapaccaya sankhara,
Sankhara Sapacaya. Còn cái trường hợp này thì đối với cái trường hợp căn cảnh và thức là chúng ta muốn nói đến cái sự hội hiệp của cái gọi là nhãn xúc, nhĩ xúc, tỷ xúc, thiệt xúc, thân xúc, ý xúc. Khi nào không có nhãn xúc, không có nhĩ xúc, không có tỷ xúc, không có thiệt xúc, không có thân xúc, không có ý xúc thì lúc đó không có căn cảnh mà thức nó khởi lên. Chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi thảo luận số 1 như vậy. Nam mô Bụt Thầy. Sa thủ sư với thân lực vừa rồi. Được trở nữa với Phật tử tôi có nghe được không? Và nếu chúng ta tôi quyền đang ở trước máy, xin chúng ta quan hệ trả lời cho câu thân lực số 2. Chúng ta tự quyền, có nhiều người nghĩ rằng mình chấp thủ thì mình khổ, nhưng mà khi mình chấp thủ rằng đây là tôi, là của tôi thì nó có khổ nhưng nó cũng có vui. Bây giờ mình không chấp thủ thì nó không khổ nhưng mà nó còn gì vui. Thì thưa tọa cho lời khuyên như thế nào, xin kính thưa tọa. Nam mô Bụt Thầy, Giá Nam mô Tham Ma, Giá Nam mô Sang Khai. Giờ dạ, thưa đại chúng được nghe rõ không? Dạ, cảm ơn cô Hoàng Miệt, cảm ơn cô Nhật, cô sư cô Như Pháp. Chúng con kính lễ đến Đức Phật Giáo Pháp và chúng tăng kính lễ đến sư phụ Thầy Siêu, thượng tọa Hòa thượng Nhất Đẳng, thượng tọa Minh Hạnh, đến Đức Thủy Tri, đến Đức Tịnh Đức, sư Nguyên Thông cùng chư tăng đang hiển diện. Thân chào đến quý tôn đức cùng chư Phật tử và con kính tri ân đến Hòa thượng Nhất Đẳng đã điều khuyết cho con. Bởi vì hôm nay con cũng đi xa, nhưng mà cũng có cái kẹt việc cho nên không có về ngay cái giờ giảng được. Cảm ơn Hòa thượng đã giúp cho điều khuyết chúng con. Dạ, cái bạch quý ngài, kính thưa quý vị, quả thật thì không thủ thì ly tham và là đoạn khổ, nhưng không chấp thủ còn gì để mà nó vui. Và thật sự ra thì ở trong cuộc đời này người ta luôn nói vậy, thí dụ như là cái gì đó mà mình cũng như là nó dang dở, nó chưa có thành tựu thì nó cũng mới gọi là cái chạy theo, hay là cái mà mình trân nâng niu triều mến thì mình mới cảm thấy nó là một cái vật quý, cái vật đáng đáng trân trọng của mình mà cảm thấy nó vui. Thì chúng ta nói theo một xu chiều, cái chạy theo cái lòng đam mê của chính mình như vậy. Nhưng điều mà cuộc đời này nó đâu phải như chúng ta muốn. Bây giờ chúng ta thương một người, chúng ta phải sợ hãi, chúng ta phải sợ sợ, chúng ta phải lo lắng. Người ta bỏ mình, người ta ngoại tình rồi, người ta không thật với mình. Hay là chính mình, thí dụ mình thương yêu con cháu rồi mình muốn con cháu nó bỏ đi. Rồi mình chẳng hạn như là mình quý mến một cái, mình yêu thương một cái vật gì đó, hoặc mình quý trọng cái vật gì đó, và nó đưa vào cái chỗ tuyệt đối, tức là bây giờ nó không còn nữa thì nó mất vui. Thì cái chúng ta bởi vậy trong cuộc đời này nó phải chịu như thế. Khi mà chúng ta còn chấp thủ thì chúng ta phải khổ, mà nếu như chúng ta cho rằng nếu không chấp thủ thì nó không có vui, thì chúng ta suy nghĩ như vậy thôi. Nhưng điều mà là chấp thủ nó cũng chấp thủ thì nó không có vui rồi. Mà dĩ nhiên là nếu như con người chúng ta không chấp thủ thì nó không có cái vui, cũng không có cái buồn. Mà thường thì chúng sinh phàm phu, bởi vì do ái tham làm nhân, do ái tham làm duyên, cho nên ta luôn luôn chạy theo và quý trọng cái gì? Cái mà chúng ta đang cầm nắm, nghĩ ngợi, suy tư, vân vân. Cái chúng ta đang nghĩ rằng chúng ta đang có, chúng ta đang thích, chúng ta đang chịu nó, chứ sự thật ra phải nói rằng là cái gì rồi nó cũng trôi xa tầm tay, với cái gì rồi nó cũng chạy đi. Cho nên vì vậy phải nói khi nào chấp thủ là khi đó đau khổ. Bởi vì trong cuộc đời này không có cái gì mà nó tồn tại mãi, không có gì mà nó đẹp mãi bao giờ,
không có chuyện gì mà không có cái gì mà cái vật gì mà luôn luôn tươi và luôn luôn được tốt đẹp. Cho nên dầu cái vật của chúng ta xài rồi chúng ta quen rồi chúng ta thích nó, hay con thú nuôi của chúng ta coi nó là một niềm vui của chính mình, nhưng điều quả thật nếu như nó mất đi và nó chết đi, nó bị bắt đi, nó bị người ta làm thịt đi, nó bị người ta chuyển nó đi hay nhốt nó đi rồi thì chúng ta đau khổ vô cùng. Chứ chúng ta cũng khoe khoang nói rằng là khi mà còn chấp thủ còn giữ nó thì nó mới vui, không giữ nó không vui. Quả thật chính chúng, nếu chúng ta hướng tâm nơi cái tham ái thì chúng ta không cảm thấy vui vẻ gì hết, nhưng nếu như chúng ta có cái tâm biết nghĩ rằng à bây giờ nếu có vui thời có khổ thì thà rằng đừng khổ cũng đừng vui, bởi vì nếu như mà mình đang một cái mình đang mơ mộng, mình nghĩ rằng cái người đó nó như thế này thế nọ, rồi đến khi một cái tấm màn nó mở ra thì chúng ta vỡ mộng, hay là đến khi mà cuộc đời này nó là một trò hề diễn kịch mà chẳng qua là trên sân khấu rồi người ta dựa tới cái cốt truyện mà người ta đóng hài kịch như thế, rồi chúng ta cười chúng ta vui, nhưng cuối cùng phải đóng cái màn, đóng cái màn diễn kịch ở lại rồi cũng về với chính mình thôi, thì cái cười cái vui đó nó cũng trống thoát qua. Chứ sự thật ra con người mình, bởi vì luôn luôn, chính vì con người mình luôn luôn, đây là một giá trị lớn nè, con người mình luôn luôn bị mất mát, luôn con người mình luôn luôn bị một cái buồn mà nó ẩn khuất ở trong lòng, cho nên chúng ta luôn luôn đi tìm cái chứ sự thật. Cái buồn cũng là muôn thuở, đây là thật, cái không vừa lòng cũng vẫn là muôn thuở ở trong cuộc đời này. Cho nên vì vậy con người rất là tranh thủ, rất là tranh thủ để xóa đi những cái gì mà uất, xóa đi những cái gì mà nó không tồn tại trong cuộc đời, ngay cả tuổi thọ, ngay cả sắc diện của mình. Mình biết nó sẽ mất, mình biết nó mình sẽ chết, cho nên tranh thủ, cho nên xóa bỏ những cái gì mà của cái tuổi già, của cái tuổi xuân nó không còn. Người ta tránh, người ta né để tìm một cái lạc mới, để tìm một cái vui, để tìm một cái người ta rằng nghĩ rằng là nó vĩnh hằng, nó sẽ mãi mãi, nó sẽ tiếp diễn. Nhưng sự đời, các pháp sanh lên thì nó có gì của nó, hãy sanh ra thì phải có già, chết sầu bi khổ não, đây là chắc chắn trong cuộc đời nó là như vậy. Và cho nên quả thật nếu như mà không chấp thủ thì quả thật không có vui và cũng không có buồn. Chúng ta phải nói thêm một điều nữa, thì nó không có vui cũng có buồn. Còn nếu như ngày nào còn chấp thủ thì ngày đó có cái vui đúng, nhưng rồi cái buồn nó liền kề, là chắc chắn như thế. Kính bạch hòa thượng, đây là cái câu trả lời của chính con là vậy. Nếu cuối cần bổ túc thì kính cung thỉnh hòa thượng Nam Mô Bụt Đà. Sa thủ kính truyền thừa tọa thừa quyền, bạch hòa thượng tự sư xin thỉnh hòa thượng trả lời cho một câu hỏi của thượng đề nghị. Hòa thượng tự sư, người ta có trong chân gian đó, họ nói là Phật cao nhất xích, ma cao nhất trượng. Thì như vậy là ma cao tay hơn Phật, hay là chúng sanh theo Phật nhiều hơn theo ma, hay chúng sanh theo ma nhiều hơn theo Phật? Thì cái câu đó chúng ta nên hiểu như thế nào nó đúng theo tinh thần Phật pháp? Và phải chăng là dù Đức Phật ngày ra đời, ngày có hoằng dương Phật pháp tới đâu đi nữa, nhưng mà số người theo Phật vẫn ít hơn theo ma, phải không? Và lý do tại sao vậy? Kính thỉnh hòa thượng. Kính thưa chư tôn đức, kính thưa quý vị Phật tử, cái cảnh giới của Phật khác với cảnh giới của ma.
Giới thứ ba thì nó gồm có anh thứ ma, ngũ quẩn ma, khanh thấp ma ra. Nghiệp hành ma, Abhisankhara ma ra. Tử thần ma, mấy chú ma ra. Phiền não ma, Kilesa Mara và Thiên Ma Devaputta Mara. Tất cả chúng sinh trong đời dầu không có bị Thiên Ma nó lôi cuốn, nhưng mà đã mang cái thân ngũ quẩn thì bị lệ thuộc bởi ngũ quẩn ma. Rồi những cái sở hành thiện hay ác, cái đó là thắng hành ma. Rồi có sinh phải già, phải bệnh, phải chết thì không thoát khỏi tử thần ma. Và cái bản chất cố hữu của chúng sinh khi mà chưa được giải thoát, chưa được thánh đạo thánh quả đoạn trừ những cái phiền não, thì bản chất cố hữu của chúng sinh là bị phiền não chi phối. Chỉ kể về bốn loại ma trên thì chúng ta thấy rằng dù cho Đức Phật có xuất hiện ở đời hay là chưa xuất hiện ở đời thì chúng sinh luôn luôn bị bốn loại ma chi phối. Còn mà nói về thiên ma đó thưa quý vị, thì bất cứ lúc nào cũng có những cái loại phi nhân quấy phá làm cho chúng sanh hốt hoảng sợ hãi, hoặc là thiên ma hội dân cái bỉ mồi sắc đẹp tiếng hay mùi thơm vị ngon xúc lạc thì chúng sinh bị chi phối theo. Như vậy thì chúng ta thấy cảnh giới của ma đó thì nó bao la, nó mênh mông, và chúng sanh nằm ở trong cái vòng cương tỏa của ma, còn ngồi là còn nằm ở trong vòng cương tỏa của ma. Cảnh giới của Đức Phật dù là cao thượng thánh thiện siêu thoát, nhưng cảnh giới của Phật không phải chúng sinh nào cũng có thể đi vào được cảnh giới đó. Những chúng sinh hữu duyên tạo nhiều cái thiện duyên ở trong quá khứ, có cái khuynh hướng vô tham vô sân si, có cái khuynh hướng xuất ly viễn ly, khi đó những chúng sanh này sanh hình có thời kỳ có một vị Phật ra đời thì chúng sinh này mới lãnh hội được nghĩa lý Phật ngôn do Ngài thuyết, rồi họ thực hành và họ đạt đến quả vị giải thoát. Thì như vậy những chúng sinh đó
mới sống trong cảnh giới của Phật. Cái câu nói rằng người cao hơn Phật, cái đó thì không đúng, không phải là cao hơn. Nếu không phải là cao tay ấn hơn Đức Phật, nhưng mà nói rằng cảnh giới của ma thì nó xấu xa hơn, cũng xấu xa, nó quá xấu xa. Mà chúng sinh thì cái tâm địa xấu xa, cho nên được gọi là xu hướng theo nhiều. Còn đi đến với Đức Phật là phải tỉnh ngộ, mà chúng sanh tỉnh ngộ thì ít lắm thôi. Nếu mà nói trên phương diện quy lực thì quy lực của Phật lớn hơn ma nhiều lắm. Nga không thể nào thắng Phật được. Nhưng mà tại sao chúng sanh theo Phật thì vẫn theo chúng sanh theo ma? Là tại vì trong mỗi chúng sanh phàm phu đều có tâm ma cả. Trong mỗi chúng sanh phàm phu đều có tâm ma, tức là phiền não. Thì cái điều này chúng ta cũng dễ hiểu thôi. Tại sao chúng sanh theo ma thì nhiều mà theo Phật ấy? Rất là đơn giản. Cái này không phải là một lý lẽ cao siêu quý bí gì mà chúng ta không hiểu nổi. Chúng ta nói như vậy quý vị biết rồi. Thì đó là cái câu trả lời của chúng tôi cho cái câu thảo luận số 3. Phải chăng ngay lúc Đức Phật ra đời thì số chúng sanh theo Phật vẫn ít hơn chúng sanh theo ma? Chúng tôi muốn trình bày như vậy để chia sẻ với quý vị. Nhưng mà thầy ạ. Sa thú cái kinh Hòa Thượng Tuệ Sư. Bây giờ thì xin kính thỉnh Hòa Thượng đi nghỉ. Sư huynh cứ đi nghỉ và còn phần còn lại thì sư đệ và chư tăng sẽ phụ trách. Sư Nguyên Thông ơi, Sư Nguyên Thông có ở trước máy và Sư Nguyên Thông có nghe được không? Nếu mà Sư Nguyên Thông nghe được, xin thỉnh Sư Nguyên Thông trả lời cho câu thảo luận số 4. Cứ lại Sư Nguyên Thông không có ở trước máy thưa quý vị. Dạ, Sư Nguyên Thông, chúng ta hiểu là, xin từ Chư Quang Hỷ post dùm câu hỏi, tại vì cái Internet của chùa nó bị gián đoạn. Sư Quang Hỷ, Sư post dùm cho câu số 4. Chúng ta hiểu là sự thật như thế nào mà mình nhận thức như vậy đó. Trong cái danh từ chuyên môn gọi là Yatha Phu Tăng á, thì nó giúp chúng ta giảm thiểu sự đau khổ vì chấp sai. Thì làm thế nào thì áp dụng cụ thể cái nhìn đó vào trong cuộc sống hàng ngày? Xin Siêu Thông Quang Hỷ cho một vài gợi ý về điều này. Chính Siêu Thông. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con tuân điện Sư Phụ cho đáp án cho câu sở thảo luận số 4. Hỏi rằng chúng ta hiểu sự thật như thế nào? Nhận thức như vậy, Gia Thảo Phú Tăng giúp giảm thiểu đau khổ vì chấp sai, thì làm thế nào có thể áp dụng cụ thể cái nhìn đó vào cuộc sống hàng ngày? Kính thưa sư phụ và kính thưa chư giảng sư trong đạo tràng và kính thưa toàn thể chư phụ chư Phật tử, vấn đề này thì đòi hỏi cái nỗ lực của mỗi
cá nhân của chúng ta là chúng ta phải thường xuyên vào lớp mà chăm chú lắng nghe lời giảng dạy của chư tăng, bởi vì chư tăng giảng dạy những lời mà Đức Phật đã giảng dạy cách đây hơn 2566 năm, thì đó là cái điều hạnh phúc của chúng ta. Chúng ta rất là hạnh phúc là vì hàng ngày hơn 2 tiếng đồng hồ chúng ta vào room đã nghe được giáo pháp của Thế Tôn, và nhiệm vụ của chúng ta hãy lắng nghe và tư duy. Thì hôm qua hôm kia sư phụ Giác Đẳng có hỏi con về vấn đề mà học hành là thế nào đó, là trong cái sự mà học hành của chúng ta, nếu mà chúng ta không siêng thì cái tính chất quên là nó sẵn có trong chúng ta. Khoa học nói rằng khi mà chúng ta đọc 20 cái danh từ thì chúng ta vừa đọc xong vậy rồi đó, thì 2-3 phút sau thì chúng ta quên hết 15 cái danh từ, để chỉ còn 5 cái trên 5 danh từ rồi. Thì vài phút sau nữa chúng ta quên hết. Vì vậy cái mà đợi gọi là lặp đi lặp lại, thì tiếng Anh nó gọi là encoding, tức là ghi khắc vào trong tâm của chúng ta, thì đòi hỏi chúng ta phải lặp đi lặp lại hoài và ghi nhớ hoài. Thì chính cái học đi học lại hoài, những ghi nhớ hoài, thì chúng ta mới có thể nhớ lời dạy của Thế Tôn. Cho đến khi nào chúng ta hiểu rõ tận tường lời dạy của Thế Tôn thì chúng ta sẽ không nhớ được. Còn chúng ta chỉ học 1 lần, 2 lần thì chúng ta chưa nhớ. Vì vậy cho nên mục đích của chúng ta là hằng ngày phải vào room và phải lắng nghe là chư giảng sư giảng dạy, và chúng ta phải có cái lòng tôn trọng, kính trọng Tam Bảo, tức là kính Phật, yêu thương Phật, kính Phật, kính Pháp và kính Tăng. Thì với những cái lòng đó thì chúng ta mới có thể thu nhận được. Chứ mà nếu mà chúng ta học mà không có cái lòng tôn kính, tại sao? Bởi vì trên thế gian này không có cái gì quý cao thượng bằng Thế Tôn, không có gì quý cao thượng bằng chánh pháp, và không có gì quý cao thượng bằng chư tăng, tức là những chư thánh tăng. Thì đó, mà tất cả những cái điều đó đến giờ này vẫn còn đủ. Thì vì vậy chúng ta phải hiểu rằng chúng ta rất là có phước, được hàng ngày vô room, được hàng ngày lắng nghe lời giảng dạy của Thế Tôn. Cái mà Thế Tôn giảng dạy cho chúng ta đó, cái đó gọi là thâm ma. Và thâm ma đó là chân lý tuyệt đối. Vì sao? Vì đó là lời giảng dạy của Đức Phật. Thâm ma là pháp. Cái gì là pháp? Thì tất cả cái gì cũng gọi là pháp. Do đó, đó là cái chân lý mà chúng ta phải hiểu là như vậy. Và nếu được hiểu được như vậy thì chúng ta phải tôn trọng pháp, tôn trọng giảng sư và tôn trọng chư tăng, để mà chúng ta học được những cái trí tuệ mà chư tăng đã giảng dạy cho chúng ta, để chúng ta học hỏi trong room này. Vì vậy cho nên cái mà chúng ta hỏi, chúng ta biết là thật như thế sao thì nhận thức là như vậy. Mà nếu mà chúng ta nhận thức như vậy là chúng ta phải hiểu một cái điều, cái trần gian này là một, như là một cái trường đại học, mà chẳng những chứ là một cái trường đại học, mà nó là cái trường đại học sinh động. Là vì sao? Là nếu mà những điều mà chúng ta làm sai đó, thì chúng ta sẽ bị quả báo, nếu không phải là lúc này thì lúc khác. Tại sao? Vì tất cả những cái báo ứng đó nó phải có cái đủ duyên. Khi mà nó đủ duyên thì cái thiện báo nó sẽ xảy đến cho chúng ta, khi mà chúng ta trong tâm là có cái thiện sự, hành thiện sự, rồi nghĩ tư nói răng năng những cái lời nói ái ngữ lợi hành đồng sự. Và nếu mà chúng ta học biết được như vậy thì chúng ta luôn luôn phải là làm những cái điều thiện và tránh ác. Vì vậy cho nên chư Phật ba đời đã giảng dạy chúng ta là chư ác mạt tác, tất cả những điều ác đừng có làm, chúng thiện phụng hành, tất cả những điều thiện theo đó mà làm. Tự tịnh kỳ ý là thanh lọc những cái tâm của chúng ta cho sạch sẽ, thân thể, cái thân tâm của chúng ta, những hành động của chúng ta phải là hiền thiện. Đó là lời chư Phật dạy. Đó là những điều mà chúng ta đã học được như vậy là chúng ta phải làm theo. Bởi vì nếu chúng ta không làm theo đó thì chúng ta sẽ sai lầm. Hồi nãy sư bá có giảng dạy là cái mà bản ác, cái tâm ác thì nó có mặt trong tất cả những chúng sanh chưa chứng quả.
Và vì chúng ta chưa chứng quả cho nên cái ác thì nó có thể theo dõi chúng ta, và trong khi mà chúng ta bị sao lãng đó, thì cái ác nó hiện hành mà chúng ta không biết đó. Nếu mà chúng ta biết thì chúng ta không dám làm, tại vì nếu chúng ta biết chúng ta làm ác thì chúng ta nhất thiết là phải bị cái quả báo. Trong cái luật mà nhân quả mà Đức Phật đã giảng dạy rằng cái luật nhân quả nó trừ ai đó, ngay cả Thế Tôn thì nó vẫn còn, mà hồi xưa đã có một cái chuyện gì đó mà Thế Tôn có dính cái quả báo nho nhỏ nào đó, cho nên khi mà Đề Bà Đạt Đa lăn đá thì một mảnh đá nó bị cái tảng đá khác nó chặn lại, rồi một cái mảnh đá nhỏ nó văng trúng cái bắp chân của Thế Tôn, mà sau đó nhờ ông thầy thuốc Chi Bá Cá nó băng lại nó. Thì chính Thế Tôn là một bậc mà đạo sư, một bậc chính đẳng chánh giác mà vẫn còn phải bị những cái quả báo là như vậy. Cho nên cái gì lại nói thì được, nhưng mà đối cái nhân quả thì không có cái gì mà cản cái nhân quả nó đã thể hiện được. Cho nên cái nhân quả là một cái luật tuyệt đối. Vì vậy cái luật tuyệt đối đó, cho nên chúng ta phải tuyệt đối tránh nghĩ ác, tránh làm ác, tránh nói ác. Thì tất cả cái đó chúng ta phải nghe lời Phật dạy để mà chúng ta có được cuộc sống hạnh phúc trong trần gian này. Và nếu mà chúng theo lời chư Phật dạy mà để giữ tâm hiền thiện đó, thì trong tương lai thì chúng ta sẽ có một đời sống tốt và dễ dàng cho chúng ta để chúng ta tu hành. Vì vậy cho nên câu thảo luận số 4 hỏi rằng chúng ta hiểu sự thật như thế nào để như thấy là Gia Tha Phu Tăng là như thế, như thị đó, thì giảm thiểu được đau khổ vì chấp sai đó. Làm thế nào để chúng ta có thể áp dụng cái nhìn đó vào công dục cuộc sống hàng ngày? Đây là một câu hỏi có thể nói là sấm sét. Vì sao? Thì câu là làm thế nào chúng ta có thể áp dụng cái nhìn đó vào cuộc sống hàng ngày? Kính thưa chư vị, đó là chúng ta phải duy trì cái và chánh niệm tỉnh giác. Cái chánh niệm tỉnh giác nó tiếng Anh gọi là mindfulness. Chữ mind đó là cái tâm chúng ta, mindful là luôn luôn cái tâm của chúng ta phải ở luôn luôn, chúng ta phải trụ trong tâm chúng ta, để những cái gì mà nó xảy ra xung quanh chúng ta hay tâm chúng ta đã móng khởi lên điều gì thì chúng ta phải biết, mà điều thiện thì làm, mà điều ác thì trừ bỏ đi. Và nhờ có cái sự mà chánh niệm tỉnh giác đó thì chúng ta mới có thể nhìn được cái sai, cái quấy, cái gì nó đang xảy ra trong chúng ta. Kính thưa sư phụ và kính thưa toàn thể đạo tràng, cái mà làm cho chúng ta có cái chánh niệm tỉnh giác đó thì chúng ta phải tu thiền. Tu thiền Samatha tức là ngồi xếp bằng lưng thẳng, và cái tâm của chúng ta phải sát vào trong tâm của chúng ta để chúng ta quan sát nội ngoại xung quanh của chúng ta. Nhờ có cái sự mà ngồi thiền hàng ngày đó thì hay nhất là khi mà ngủ thức dậy, và khi là trước khi đi ngủ thì tất cả những điều đó chúng ta phải làm. Khi mà làm thường xuyên thì chúng ta không thể nào quên được, bởi vì khi mà chúng ta làm thường xuyên rồi nó sẽ thói quen. Cái thói quen là cái điều mà chúng ta làm hàng ngày. Nếu mà chúng ta có thể giữ được hàng ngày, mỗi buổi sáng dậy thì ngồi thiền, và trước khi mà đi ngủ thì cũng phải ngồi thiền ít nhất là phải 30 phút như vậy, thì nhờ vậy thì chúng ta phải có cái maintaining được cái chánh niệm tỉnh giác đó, thì nhờ vậy là chúng ta sẽ ít sai lầm. Chứ nếu mà chúng ta không thực tập như vậy thì không có chánh niệm tỉnh giác, mà không có chánh niệm tỉnh giác thì chúng ta gọi là bị sao, bị phóng dật. Chánh niệm tỉnh giác có nghĩa là phóng dật, mà khi phóng dật là chúng ta trở thành một chúng sanh vô minh, thì điều đó có thể là bị sa vào cái cạm bẫy của ma. Vì vậy cho nên giúp cho chúng ta giảm thiểu đau khổ, chấp sai, làm thế nào để sẽ áp dụng cụ thể cái nhìn đó vào cuộc sống này? Kính thưa sư phụ, câu trả lời là phải thường xuyên tu tập thiền định. Bởi vì cái mà pháp học thì chúng ta nó mênh mông, nhờ chỉ có tu thiền định. Thì trong cái kinh sách cho chỉ nhiều lần, nhiều cái thí dụ là có những vị tăng lớn già đó, thí dụ như con đó, rồi mà có một vị tăng đó thì thưa Đức Phật, con già rồi, con không thể nào học Phật pháp được, chỉ những cái pháp hành. Thì Thế Tôn mới giảng cái pháp hành, thì cái vị đó tu một thời gian để chứng được quả. Vì vậy cho nên không có cái gì qua được cái pháp hành, mà cái pháp hành trong Phật pháp
tính là thiền định, thiền samatha và vipassana. Samatha là thiền chỉ hay thiền định, của vipassana là thiền quán, quán thân thọ tâm pháp. Thì kính thưa chư vị, dùng thiền định hay thiền chỉ đó để mà là quân tập cái chánh niệm tỉnh giác của chúng ta hàng ngày để mà trừ những ác bất thiện pháp và tu tập thiện pháp. Kính thưa sư phụ, đó là cái câu giảng pháp, câu lời giảng giải của con trong cái câu hỏi số 4. Nhưng mà vì là một chúng sanh vô minh, con thỉnh mời sư phụ trở lại cầm mai để giảng giải thêm câu hỏi này quan trọng cho chúng con. Con thỉnh mời sư phụ trở lại mai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sa thú, xin riêng sư Nguyên Thông với cô thảo luận vừa rồi. Thưa quý vị, còn 10 phút nữa trước khi kết thúc chương trình, chúng tôi muốn tiếp theo lời của Tiêu Tôn Đức để nói thêm về ba pháp mà chúng ta nên thường áp dụng trong đời sống hàng ngày. Điều thứ nhất là khi mà chúng ta suy niệm về bản chất của vô thường, khổ, vô ngã. Vô thường là cái gì luôn biến đổi, khổ não là cái gì mà nó không có hoàn hảo, nó không có như ý, và vô ngã là cái gì không nằm ở trong cái chủ quyền của chúng ta mà nó do nhiều nhân nhiều duyên chi phối. Thì chúng ta nên có cái nhìn theo lời Đức Phật dạy là những điều này không phải chỉ riêng cho một cá nhân, mà cũng không phải riêng cho một xóm làng, một quốc độ hay là một cõi, mà tất cả thế giới này, dù là nhân loại, chư thiên, ma vương, phạm thiên, tất cả chúng ta trong đời này đều bị chi phối những điều đó. Điều này đó, khi chúng ta gặp những cái chuyện trái nghịch lòng, thì đừng bao giờ chúng ta nghĩ rằng cái chuyện chỉ xảy ra riêng, không xảy ra ở người khác, mà chúng ta nên nhớ là cái bản chất cuộc sống như vậy đó, nó xảy ra cho tất cả mọi người hết. Như là trong ba cái câu kinh mà chúng ta thường tụng, là từ tánh vô thường, sanh diệt biến đổi, bổn cập pháp giới, không phân sớm làng, gia tộc quốc độ, ba cõi nhân gian. Từ tánh khổ não, bất toàn bất toại, bổn cập pháp giới, không phân sớm làng, gia tộc quốc độ, ba cõi nhân gian. Từ tánh vô ngã, vô chủ, vô quyền, bổn cập pháp giới, không phân sớm làng, gia tộc quốc độ, ba cõi nhân thiên. Thì khi mà chúng ta nhìn những cái bản chất đó, nó là những cái hiện tượng phổ quát xảy ra tất cả chúng sanh đó, thì nó sẽ giúp cho chúng ta có một cái nhìn tương đối là gần với sự thật hơn là quan niệm rằng tại mình xui hay là chỉ xảy ra ở trong chính mình mà thôi. Và thưa quý vị, một điều thứ hai mà rất là lợi lạc cho chúng ta trong đời sống đó, đó là chúng ta thường xuyên quán chiếu cái sanh và diệt của đời sống, sanh diệt của cảm thọ, sanh diệt của thế giới bên trong, thế giới bên ngoài. Ví dụ như thưa quý vị, sáng nay trời ở đây mưa dông rất lớn, và bây giờ thì trời quang mây tạnh, thì đó là cũng hiện tượng sanh diệt đến đi cuộc sống. Nếu chúng ta thường xuyên nhìn thấy hai cái đầu mối sinh và diệt đó, thì dần dà chúng ta sẽ thấy rằng có bao nhiêu thứ trong cuộc sống hàng ngày mà nó đều đi theo một cái diễn trình nhất định, và không có điều nào thoát khỏi điều đó là sanh và diệt. Dù là nhiệm kỳ bắt đầu của vị tổng thống rồi kết thúc vị tổng thống, hay là dù là niềm vui nỗi buồn trong lòng mình, dù là trời nắng trời mưa, tất cả mọi thứ nó luôn luôn sanh diệt. Như một ngày nào đó mà chúng ta nhìn thấy những cái bong bóng bọt nổi ở trước hiên nhà, khi mà mưa xuống mình nhìn cho kỹ rồi thì cái này nó hiện khởi thì cái kia nó lại vỡ đi. Và cái sanh và diệt đó, cái hiện hữu và tan biến, nó là cái gì xảy rất thường. Càng lắng động tâm trí, càng chịu nhìn, thì chúng ta càng cảm thấy rõ. Và đến lúc nào đó đó thì rất là dễ dàng để cho chúng ta cảm nhận cuộc sống đó là một dòng chảy của sanh diệt. Cái này nó tiếp tới sanh rồi diệt, diệt
sanh, nó tiếp nối lẫn nhau như vậy. Chúng ta không thấy thôi, nhưng mà kỳ thực nó là như vậy. Ví dụ như trên bàn tay của chúng ta, quý vị có cái bàn tay nào, vị nào có bàn tay rất đẹp, lâu lâu tập nhìn lên cái bàn tay của mình, thì chúng ta thấy dường như là bàn tay đó nó không có gì thay đổi hết. Nhưng mà kỳ thực, đối với những cái người học về tế bào học thì ở trong từng khoảnh khắc, những cái tế bào da thịt của chúng ta, mọi thứ trong thân chúng ta, nó được sanh diệt. Vấn đề là con mắt của chúng ta không đủ cái khả năng nhìn thấy điều đó, như là những người học tế bào học là thôi. Cuộc sống này, quý vị, từ những cái sát na vi tế như là nguyên tử, phân tử, cho đến một hòn núi, cho đến trái đất, cho đến thái dương hệ này, nó đều lão hóa trong từng giờ từng phút, nó đều thay đổi trong từng giờ từng phút. Đôi khi chúng ta không có khả năng nhìn thấy điều đó. Ngày hôm qua, quý vị, có một Phật tử mang cho chúng tôi một cái bình hoa đào rất là đẹp. Năm nay ở tại Houston, hoa đào nở muộn, đã hôm qua tới tháng 2 rồi, tháng 2 âm lịch đó, mà hoa đào mới bắt đầu nở. Mà khi chúng tôi nhìn những cái hoa đào này đó, thì thật ra khi quý vị Phật tử cắt đến ngày hôm qua cho đến ngày hôm nay đó, thì hoa đào vẫn còn đẹp. Nhưng mà cái đẹp đó là do chúng ta nhìn đại được ở bên ngoài thôi. Chứ kỳ thật là ở bên trong đó, thì cái hoa đào này nó đang thay đổi trong từng phút đi. Để rồi cuối cùng tới một cái thời điểm nào đó, nó sẽ tàn úa đi. Tức là mọi sự vật đi qua, nó lão hóa từ mỗi ngày. Chúng ta cũng vậy. Chúng ta già đi mỗi ngày. Cái trữ lượng về tuổi thọ chúng ta giảm đi mỗi ngày. Và mỗi ngày, chúng ta càng đi gần đến sự chết. Là nếu chúng ta thường thấy được cái ý niệm của sanh diệt đó, thì nó cho chúng ta có cái nhìn gần với cái bản chất của sự vật. Và chúng ta nên nhớ một điều, đây là một trong những cái tinh hoa của Phật pháp, là tu tập chánh niệm. Tu tập chánh niệm là khả năng nhìn mà không có can thiệp, khả năng nhìn mà không có đòi hỏi, khả năng nhìn mà không có phản ứng. Cái khả năng nhìn sự vật chế tạo thường nhìn như vậy. Điều này rất lợi lạc nếu chúng ta tập ở trong đời sống. Không cần nhiều, mỗi ngày khi mà chúng ta đi vào giấc ngủ hay là thức dậy, 5 phút, 10 phút, chúng ta tập lặng lặng nhìn hơi thở và hơi thở ra vào. Lặng lặng nhìn những gì xảy ra trên thân của mình. Con người chúng ta may mắn gặp được Phật pháp. Nhưng mà nếu chúng ta gặp Phật pháp rồi mà chúng ta có thể tu tập chánh niệm, tu tập cái khả năng quan sát, thì điều đó là chúng ta nếm được cái hương vị của giáo pháp. Rất tiếc là người Phật tử thường là bỏ rất nhiều thời giờ để lễ lại bái sám, để xây chùa đúc tượng, để làm việc này việc kia. Nhưng mà chúng ta không có đặt cái sự quan trọng trong sự huân tu chánh niệm. Chánh niệm là một cái gì đó rất là đặc biệt, rất nó thuộc về tinh túy, mà chỉ có Đức Phật. Để quý vị chờ chúng tôi một chút nha. Thưa quý vị, Đức Phật Ngài đã khám phá ra con đường đó. Và Ngài dạy đó là Ekayano Makko. Đó là con đường trực tiếp duy nhất đến giác ngộ giải thoát. Nên khi chúng ta tu tập, dù mình có bận rộn hay cuộc sống mình thế nào đi nữa, nên để cho mình những giờ phút lặng lặng nhìn hơi thở, lặng lặng quan sát thân tâm của mình, lắng lặng quán chiếu mà không có phản ứng. Nó lợi lạc, rất lợi lạc, rất thiết thực cho đời sống. Và đặc biệt khi chúng ta còn khỏe, mình chờ cho đến khi mà mình nằm ở trên giường bệnh, đừng chờ cho đến khi chúng ta đối diện với những bất trắc của đời sống, đừng chờ cho đến khi mà
chúng ta đang trong cái cơn khổ đau, rồi mình nghĩ lúc đó mình mới tu. Trong đời sống rất là bình thường, quý vị. Nó bình thường như là khi quý vị khỏe, quý vị mới nghe pháp được. Tại sao khi chúng ta khỏe mà chúng ta không tu tập, mà chờ cho đến khi mà mình bệnh rồi, mình khó chịu rồi, mình nghĩ rằng mình áp dụng Phật pháp, phương thuốc trị bệnh, lúc đó thực sự đôi khi nó trễ. Chúng ta nhớ rằng sự tu tập chánh niệm đó, nó cần có thời gian. Và chúng ta cứ lắng lặng mỗi ngày quân tu một ít. Một khi mà chúng ta có thể dùng tất cả hiện tượng làm đối tượng với chánh niệm, thì quý vị sẽ thấy khác. Lúc mình vui cũng dùng chánh niệm mà thấy, thấy cái quán chiếu niềm vui. Lúc mình buồn, lúc mình giận dữ thì cũng quán chiếu những thứ đó bằng chánh niệm. Những lúc mình tinh tấn cũng quán chiếu bằng chánh niệm. Lúc mà mình lười biếng cũng quán chiếu bằng chánh niệm. Cái gì xảy ra ở thân tâm mình đều quán niệm như vậy, đều quán chiếu như vậy. Chúng ta sẽ cảm thấy lợi lạc, cảm thấy lợi lạc. Và cái khả năng chánh niệm nhớ như vậy là chỉ nhìn, ghi nhận mà không có phản ứng, mà không có ý kiến. Chúng ta hay có cái phản ứng cái gì chúng ta cũng phê bình. Có những người suốt đời cái gì cũng phê bình hết. Cái này đẹp, cái kia xấu, cái thế kia. Nhưng mà nhiều khi chúng ta phê bình quá, chúng ta không còn có khả năng nhìn một cách trung thực nữa. Mà chúng ta lại mang một cái định kiến, mang một cái lăng kính màu để nhìn tất cả mọi sự vật. Thành ra nếu chúng ta có được cái duyên gặp được Phật pháp, và chúng ta có cái để tâm để tu tập chánh niệm mỗi ngày, thì quả thật là chúng ta hưởng được rất nhiều lợi lạc từ lời dạy của Đức Phật. Đó là vài điều chúng tôi muốn chia sẻ với quý Phật tử sau những câu thảo luận của chư Tôn Đức. Bây giờ thì xin kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của trường Phật pháp của Tathāgata. Ngày mai này thì chúng ta cũng có giáo kệ trình kinh tương ứng và vị giảng sư là thượng tọa Pháp Đăng. Kính đại lễ chư Tôn Đức xin chào tạm biệt quý Phật tử, chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Sa thú lành thai, con tu nữ Như Pháp, cùng đại chúng đông rung thành kính đảnh lễ tri ân Hòa Thượng Giác Đẳng đã từ bi biên soạn cũng như đúc kết chương trình học ngày hôm nay, để chúng con được sự lợi ích ngay hiện tại và được sự an vui lâu dài. Và cảm ơn đạo tràng đã cho Như Pháp biết được tín hiệu. Sa thú lành thai, con tu nữ Như Pháp, xin thay mặt đại chúng đông rung, chúng con kính tri ân chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy những giáo nghĩa vi diệu của Đức Phật, để toàn thể chúng con được lắng nghe, ghi nhớ và hành trì trong tuân chỉ, không làm các ác nghiệp, hương tu các hạnh lành, thanh tịnh hóa tâm ý như lời chư Phật dạy. Kính cảm ơn đại chúng đã đắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý ớt đã yểm trợ cho các Phật.